jgrayroblox.com, sống ngặt Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Ngày hôm nay trước một video á thì mình muốn hỏi mọi người câu hỏi, các bạn nhớ trả lời cho mình ngay bây giờ nha. Đố các bạn, cái gì mà làm cho mình mấy bữa nay buồn nhất các bạn à? Khả năng cao là các bạn sẽ trả lời là đó chính là con G-Man đã lên cấp 5 phải không anh Jay? Thì nói thiệt các bạn là cũng có buồn đấy, nhưng mà vì mình đã biết được một lý do mới cho nên là mình không buồn về cái con G-Man này nữa, mà có một thứ khiến mình buồn hơn rất 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 là nhiều các bạn à. Đó chính là hiện tại kênh YouTube của mình đã đạt tới con số là 99,2% người xem chùa. Oh my god, wait a minute. Vậy có nghĩa là ví dụ mà 100 người xem video của mình nha các bạn nha, thì có 99 người là không hề bấm like các bạn à. Chỉ có một bạn bấm like thôi mà bạn này là còn là 80,8% nha các bạn, là bạn này là còn một chút xíu của bạn này nữa nha các bạn nha. Vậy là đây là một con số cực kỳ khủng khiếp luôn các bạn. Mình không nghĩ là kênh của mình sẽ là kênh bị xem chùa nhiều nhất YouTube các bạn à. Kiểu này mốt là mình sẽ được nhận thêm một cái nút bạc nữa nha các bạn nha, hoặc là một cái nút vàng nữa chứng minh cho mình là kênh mình là người xem chùa, được xem chùa nhiều nhất Việt Nam nha các bạn. Nhưng mà thôi bỏ qua những cái này, mình không hề muốn cái đó các bạn à. Bây giờ ngay bây giờ các bạn nhớ để lại cho video của mình nút like ủng hộ cho mình nha các bạn nha, để kênh mình nó lên được xíu, để ví dụ như lên 95% cũng được các bạn. Thế cho nên là ngay bây giờ nhớ nút like để chứng tỏ cho mình biết các bạn không phải là người xem chùa nha. Nhưng mà nào lỡ tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến một video rất là đặc biệt, đó chính là ai cao hơn ai trong thế giới của Skibidi Toilet nha các bạn nha. Bởi vì ngay bây giờ có rất là nhiều nhân vật mới, ví dụ như là cái thằng này nè, ví dụ như là chiếc xe tăng nè, ví dụ như là anh Titan Speakerman, có thể bây giờ chiều cao của anh nó thay đổi nha các bạn, bởi vì anh nó qua phe ác rồi các bạn à, anh có sừng nha các bạn nha. Rồi con G-Man cấp 5 chẳng hạn. Thì ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem coi là liệu bây giờ tụi nó cao bao nhiêu và sức mạnh bao nhiêu nha các bạn nha. Sẵn sàng chưa? Let's go baby. Mới vừa vô video thì như thường lệ là mình sẽ để một anh Titan Speakerman hoặc là Titan Cameraman ở đây nè các bạn à. Nhưng mà hôm nay mình không để, hôm nay mình sẽ để idol của mình nha các bạn nha. Bởi vì có nhiều bạn kêu là anh Jay, anh cứ kêu anh là fan Ronaldo, vậy anh có cho anh Ronaldo lên kênh của anh hay không? Thì hôm nay mình sẽ cho anh Bảy là đại ca của mình lên kênh của mình nha các bạn nha. Bạn nào mà ngay bây giờ nhìn thấy cái hình này thì mình sẽ làm cái gì các bạn? Đó chính là let's go, ok. Chúng ta là fan Ronaldo mãi đỉnh nha bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cùng vô coi video nào. Let's go. Skibidi Toilet, ai cao hơn ai? Sẵn sàng chưa? Nhớ bấm like cho mình nha. Ok, vô nào. Rồi. Con đầu tiên là Normal Toilet. Skibidi Dum Dum Nip Nip. Skibidi Dum Dum. Để mình giảm nhỏ nhỏ tiếng lại nha. Ok, con này thì chỉ có 3 sức mạnh đó bạn, khá là yếu. Con này là con Green Toilet, là mình hay nói là cái con nhỏ đội tóc giả nha bạn. Con này thì chỉ có 2 sức mạnh, cực kỳ yếu. Nè, chúng mình nó xuất hiện nè. Skibidi Skibidi. Con này là con Big Toilet, thì con này có tổng cộng sức mạnh là bao nhiêu đây? Có 7 sức mạnh nha bạn. Con này cũng khá là mạnh đấy các bạn à. Ơi gì vậy? Con này nó cũng khá là mạnh nha bạn. Wow, nhìn nó đúng ghê luôn các bạn. Rồi, tiếp theo là cái con gọi là cũng bự bự, cao cao một chút xíu. Con này thì cao 5,4m và sức mạnh của nó tổng cộng là 5 sức mạnh, nhưng mà tốc độ nó có tới 5 tốc độ nha các bạn nha. Yes, Skibidi Dum Dum Nip Nip. Skibidi Dum Dum Dum. Yes. Skibidi Dum. Oh my god, ghê quá. Oh my god. Đây là con Sky Toilet, là con biết bay nè các bạn ơi. Ghê không, ghê không? Nhạc là nhạc của Star Wars. Và con này thì sức mạnh của nó khá là yếu luôn, có 4 sức mạnh nè các bạn. Nhưng mà tốc độ đó thì tới 6 nha các bạn. Nó cao 17,3m các bạn à. Thì hôm bữa là mình cũng có hỏi các bạn fan của mình, các bạn cao bao nhiêu mét á, thì mình thấy các bạn bình luận là toàn là 1m4 nè, 1m5, 1m6. Ý dời ơi, toàn là mấy thanh niên thấp hơn mình đó các bạn ơi. Mình là mình cao 1m71 nha các bạn nha, có nghĩa là 1.71 nha các bạn. Còn các bạn cao bao nhiêu, ngay bây giờ hãy bình luận với mình biết nha. Có bạn nào cao hơn anh Jay hay là thấp hơn anh Jay hay không, hãy bình luận phía dưới cho anh biết nha. Để mấy thanh niên nào cao hơn mình né các bạn nha. Còn mấy thanh niên nào thấp hơn thì mình sẽ mãi mãi yêu nha. Ok, chưa kêu mình là anh Jay mà lại cao hơn mình thì mình hơi quê các bạn. Đây là con DJ Toilet. Con này thì chỉ có 1 sức mạnh, 1,5 thôi các bạn. Nó rất là thấp luôn và tốc độ nó cũng chỉ có 2. Chủ yếu con này đã mở nhạc mà các bạn.
con này là con G-Man 36 mét. Wow, hồi lúc đây là phiên bản cấp 1 của nó. Nó chỉ có là 2, 4, 6, 7, 7 sức mạnh và 7 tốc độ mà thôi các bạn. Tương đối khá là yếu nha các bạn nha. Không, thật ra yếu với lại đại ca ơi chứ vẫn rất là mạnh luôn. Đây nè, đây là lúc mà cấp 1 đó bạn. Mình không làm được cái miệng giống nó luôn. Đây này này, đây là những con Skibidi Toilet lính. Tụi nó thì khá là yếu các bạn, chỉ có 4 sức mạnh và 3 tốc độ mà thôi. Nè nè, ok mấy anh cảnh sát. Ê, mấy anh cảnh sát với lại hình với con Soldier thì con nào cao hơn? Con này thì 0.8 nha các bạn nha. Còn mấy anh cảnh sát thì mấy ảnh cao có 0.7 nha các bạn. Ây ơi ơi, cảnh sát có 4 sức mạnh với 4 tốc độ hả bạn? Hình như sức mạnh là hơn cái con hồi nãy á. Ok, ủa hơn ông ta, sức mạnh hơn ông ta. Sức mạnh hình như là hình như là bằng nhau, nhưng mà tốc độ thì hơn nha các bạn nha. Nice. Ok ok. Đúng là cảnh sát là phải nhanh để dí vậy các bạn nha. Nhưng mà lại khá là lùng luôn. Ok, xịt cho miếng sơn nào. Rồi bây giờ cảnh sát nó bắt nữa bạn. Oh my god, anh kia anh nhảy ọp bằng cắn làm xài nữa các bạn à. Oh my god bro, mấy anh tới kìa. Đây là con Holy Toilet nha các bạn nha. Con này cao 4.5 mét và sức mạnh của nó là tới 6 luôn nha các bạn. Tốc độ thì chỉ có 3 thôi, khá là chậm luôn. Mình để ý mình thấy là có một vài con á, nó tuy là nó bự nhưng mà nó chạy khá là chậm. Nhưng một vài con nó bự nhưng mà nó chạy rất là nhanh luôn các bạn à. Ví dụ như con G-Man á, ui nó ăn kìa, xả nước nó đi mấy anh ơi. Con Holy Tay, con Holy Toilet thì nó ghê lắm. Đấy, một nút like, ok. Đây là 3 con toilet kết hợp. Mình rất là ghét con toilet đằng sau luôn vì nó có sừng các bạn à. Cực kỳ kinh dị. 13.7 mét. Oh my god. Và sức mạnh của nó tổng cộng là 2, 4, 6, 7. Oh my god, ghê. Sức mạnh nó 7 hay 8 vậy, mình đồng mình nhìn không kịp bạn ơi. Hình như là 7 á. Đây là con G-Man cấp 2. Hiện tại sức mạnh và tốc độ của nó là 8 nha bạn nha. Khá là đều luôn. Để mình đếm thử coi phải không nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng luôn rồi đó. Bây giờ nó có mắt laser rồi, sức mạnh nó phải mạnh hơn chứ. Và tốc độ nó cũng khá là cao. Úi trời ơi. Và đây là con Spider Camera. Này là trong team của chúng ta nữa bạn. Này là anh em trong băng mình nha bạn nha. Anh em này là chung một thuyền các bạn à. Đấy, nói chung là Spider thì cũng chỉ có 5 sức mạnh thôi, nhưng mà được cái tốc độ khá là cao, tới 6 lần các bạn ơi. Đây là ông già Stolet. Ông cao 6.8 mét. Wow, cao dữ. Wow, ông già. Ông già này, này thì ông già này. Thằng này nó báo ông già ơi. Biết mấy người đó là mấy người gì không? Mấy cái người này nè bạn. Mấy cái người này là gọi là để tao về tao báo ông già tao mua chiếc Vario đen nhám nha bạn nha. Đây là Vario đen nhám. Assassin Toilet 0.7 mét. What? Sao mà nó lộn chứ? À cái con này là cái con mà nó quýnh chúng ta đằng sau, nó quýnh lén nè bạn. Nó khả 2 sức mạnh nè, nó quýnh lén là chính thôi. Con này nó láo lắm. Ê, được cái quýnh lén là giỏi. Đây là con Camera. Con này là con nhỏ nhất luôn nha các bạn nha. Con này là hiện tại đây là cái phiên bản nhỏ nhất rồi đó. Con này thì không có sức mạnh luôn bạn. Không biết quýnh lộn. Chỉ có vô đây để coi thôi. Nè, ở trong khúc đó các bạn nào mà chưa biết thì mình chỉ cho. Đây nè, khúc này nè. Các bạn sẽ được nhìn thấy một con mèo. Đâu rồi, ủa đâu rồi, con mèo đâu rồi? Để mình cho các bạn fan xem con mèo nha. Đâu rồi ta, con mèo đâu rồi ta? Đây nè, chưa. Nè các bạn, ở đây có một con mèo nè đó. Bạn nào chưa biết thì bây giờ mình chỉ cho các bạn nha. Ok, hay không? Hãy bấm like liền. Oh my god. Và đây là một anh cameraman kích hoạt thuốc nổ nha bạn. Tại ông kích hoạt cái súng ở trên trời bắn xuống á. Anh này thì có sức mạnh tổng cộng là 5 sức mạnh lận các bạn. Tại vì anh ấy có sở hữu cái máy này nè. Ghê. Và chiều cao của anh là 1m7, là cao bằng mình nè các bạn ơi. Ủa, mình cao hơn ảnh 1cm mới đúng. Mình là 1m71 lận. Mình cao hơn ảnh 1cm nha. Còn ảnh là 1m70. Trời ơi, con này nó cao dữ. Camo Toilet 5.4 mét. Holy crap. Sức mạnh của nó là 6. Wow, tốc độ là 4. Ok, khá là cao. Nhưng mà không thể nào qua được anh đại cao chúng ta, Titan Cameraman. Mày giỡn mặt.
bùm một cái liền, bấm nút like liền các bạn ơi, let's go. Hãy giờ bấm nút like cho các bạn nha. Rồi đây là đại ca của chúng ta, đại ca chúng ta cao tới 50 mét nha các bạn. Wow, let's go. Hiện tại lúc này thì ảnh sở hữu trong mình đó chính là 8 sức mạnh và 7 tốc độ nha các bạn nha. Đại ca hiện tại chạy khá là chậm, chỉ có 7 tốc độ mà thôi, nhưng mà sức mạnh khá là cao, lên tới 8 sức mạnh lần các bạn. Học lấy đấy. Và đây là thằng G-Man, khi mà nó lên cấp 3. Wow, cấp 3 là sức mạnh của nó là full nha các bạn nha, là 10 sức mạnh, tốc độ thì là 9 nha các bạn. My God, vì vậy nó có thể thắng được đại ca. Nhưng mà mình thấy cái trận này thì mình không thuyết phục lắm, bởi vì có cái thằng Vario đen nhám nó vô nó giúp đỡ các bạn à. Các bạn thấy không, ảnh bị quýnh cho nên là ảnh bị lỗ. Chứ mình thấy mà khi mà ảnh mà dựng cái khi ảnh quýnh là ảnh sẽ thắng nha các bạn, hên xui. Đây là thám tử cameraman 1m8. Ghê như người mẫu. Ôi anh này là người mẫu bạn ơi, 1m8 là làm người mẫu rồi đó. Mình chưa làm người mẫu nha bạn nha, mình chỉ làm youtuber thôi. Ok, 4 sức mạnh. Rồi thám tử gì mà yếu vậy, thôi làm người mẫu đi, không đi quýnh lộn mà đâu. Ừ đúng rồi. Oh my god, đây nè, đây là con Hydra Toilet, hay còn được mình gọi là mấy thằng toilet nhiều đầu nha các bạn nha. Mấy thằng này là cao 4,2m, khá là cao. Sức mạnh của nó là tới 6 lần các bạn. Thôi thôi thôi, đừng xả nước. Xả nước thì nó cũng không chết đâu, nó mạnh lắm rồi. À vậy các bạn, theo các bạn vậy bây giờ cách nào để với thằng G-Man này? Bây giờ nó lên tới cấp 5 rồi các bạn à, mà bình thường cấp 3 mình xả nước nó còn không chết nữa, bây giờ lên cấp 5 mình làm sao để với được nó đây? Hời, bỏ tay luôn. Đây là một cái người chỉnh máy, sửa máy cho anh cameraman nha các bạn nha. Anh này là cao 1m7, không có sức mạnh, chỉ có tốc độ là 1 thôi. Khá là yếu các bạn à. Chỉ là để đi nâng cấp cho anh cameraman này thôi. Bắn nó. Let's go. Tụi mày láo hả con, vô căn cứ của đại ca. Ốc nước like. Ok. Và đây là những anh speakerman nha các bạn nha, hay còn được nhiều người gọi là những anh radio man đó các bạn. Thì anh này là cao 1.5m. Lùng hơn mình các bạn à. Ảnh sức mạnh có 1 mà, tại vì anh chủ yếu anh nhảy anh múa thôi. Ok, và đây là con Spider, cái loa, cái loa nhện nha bạn. Con này là cao tới 3.96m. Khá là cao các bạn ơi. Sức mạnh của nó là tới 6 luôn nha các bạn. Đó, mấy anh này anh nhảy đó. Mấy anh này khoái nhảy lắm. Đây là anh Big Speakerman. Đó, anh Speakerman phiên bản bự nha mấy nha. Anh này là có tới 6 sức mạnh và có 5 tốc độ, cao 10.6m. Cao dữ trời. Ủa các bạn ơi, mình nói nghe, cao 10.6m là cao gần bằng cái nhà nha mấy nha. Nó bị cao. Nè, lúc này mình cho bạn coi, mà công nhận ảnh cao thiệt, ảnh cao gần bằng cái nhà thiệt luôn nè bạn, đúng cao luôn. Và đây là con Skibidi Toilet ăn trộm, nó cao 19.8m. Wow, và đây là đại ca Speaker Titan. Đại ca của chúng ta cao 36m, sở hữu 10 sức mạnh và 9 tốc độ. Wow. Vậy nếu như mà mình thấy nha, hiện tại mà nếu mà so sánh giữa đại ca Speakerman và đại ca Cameraman mà lúc đầu á các bạn, hai người mà bằng nhau á, thì có vẻ như là sức mạnh của đại ca Speakerman sẽ mạnh hơn đại ca Cameraman nha các bạn nha. Sức mạnh mạnh hơn mà tốc độ còn nhanh hơn nữa các bạn. À ghê. Nhưng mà biển cái là thấp hơn nha bạn nha. Ok. Ok, nhưng mà nhiều khi cao không có lợi chứ bộ. Rồi, đây đó chính là mấy con Scott Toilet. Mấy con này chỉ cao có 1m1 thôi. Mấy con này tụi nó cái này nó phá là chính các bạn à. Nó chỉ có 2 sức mạnh, khá là yếu luôn, nhưng mà tốc độ tới 4 lần khá là nhanh. Ok, đó mấy đại ca vô để xả nước nè. Ui giời ơi. Ok, láo hả mày, một nút like cho anh liền. Và đây là con Mafia Toilet, cao 10.5m. À, cao. Sức mạnh của nó là 6 sức mạnh nha bạn. Nói chung là cao rồi sức mạnh rồi, chạy nhanh cho cố vô. Rồi nó sẽ chuẩn bị được đại ca cho một cú tán thần sầu nha bạn nha. Nè, chuẩn bị nè bạn ơi. Mỗi lần coi tới khúc này là mình vui lắm. Nè, nè coi nè. Mày láo hả con. Hello, đại ca chứ thương thật sự luôn. Thấy chưa, láo ôm láo cho một cái tán liền. Đây là con Crazy Toilet. Con toilet điện nha bạn nha, mình gọi là Electric Toilet nha bạn. Con này thì tốc độ của nó là full cây là 10 điểm luôn, nhưng mà sức mạnh thì chỉ có 4 thôi, nó không mạnh lắm đâu, nó được cái nhanh thôi.
và nó cũng khá là lùn, nó chỉ có 0,9 mét lại là chưa được 1 mét nữa các bạn. Là cũng lùn hơn mình rất là nhiều luôn á. Ui trời ơi, nhưng mà nó nhanh quá đi thôi. Ui trời ơi, nếu mà như nó nhanh như vậy thì làm sao để xả được nước đó trời, rất là khó luôn nha các bạn. Oh my god. Và đây là ông nhà bác học. Ổng cao 13,3 mét. Sức mạnh của ổng thì chỉ có 4 và tốc độ của ổng thì chỉ có 2 thôi. Và sẽ có rất là nhiều bạn kêu là ui anh Jay ơi, ông này ổng yếu tới như vậy thì làm sao mà chúng ta sợ ổng. Không có đâu các bạn, nhìn đi. Nhờ những cái con parasite nè các bạn, nhờ những cái con ký sinh trùng này nè, đã khiến cho ổng rất là mạnh luôn nha các bạn nha. Đây là zombie cameraman, hay còn được chúng ta gọi là cameraman bị thao túng nha các bạn. Khá là cao, 2,2 mét. Cao hơn mình nửa mét luôn bạn. Wow, mình là 1m7 mà con này nó cao 2,2 mét, nó cao hơn mình nửa mét luôn. Và sức mạnh của nó là 5, tốc độ cũng là 5. Đây là con camo, khi mà nó lên cấp 2, nó là 20,5 mét. Sức mạnh của nó tổng cộng là 7 sức mạnh nha bạn. Wow, khá là ghê. Rồi, đây cao tới, đây cao tới, đây cao tới. Man, everybody want to rule the world. Zombie speaker title. Wow, full sức mạnh, full tốc độ. Yes. À, nhưng mà khoan, sao su khúc này buồn, khúc này buồn mà sao lại su vậy anh Jay? Thôi, không được rồi, không mày. Thôi khúc này các bạn nhìn đi chứ mình không muốn nhìn nữa đâu. Đau lòng quá bạn à. Đây, chỗ cái này cũng buồn nữa. Oh my god. Đây, bây giờ là con toilet phiên bản G-Man chùm cuối. Nó là lên cấp 4 rồi nha các bạn nha. Và sức mạnh với tốc độ nó bây giờ full cây luôn rồi các bạn à. Nhưng mà vẫn là 36 mét nha bạn. Chiều cao nó vẫn vậy à. Không biết là khi mà nó lên cấp 5 thì chiều cao nó có thay đổi hay không. Mình nhớ mình coi là nó khá là cao luôn á. Nè, Mutant Toilet. Con này là 5,5 mét nha các bạn nha. Con này là mình nói nó la với lại giống như là Slenderman á. Ghê quá. Ok. Con nó tốc độ cao vậy, con nó hồi nãy tốc độ tới 8 lần các bạn. Mày lão. Đúng rồi, đấm nó đi. Đúng rồi, gửi cho nó. Ừ, đó. Quay với vậy với anh em chúng ta đây, cầm vô. Skibidi dom dom dom, yes yes, skibidi dom dom, nip nip. Và đây là anh cameraman đã chế tạo khẩu súng của chúng ta. Anh này là anh cao tới 2,1 mét nha bạn nha. Wow, vừa đẹp trai, vừa cao mà vừa tốt bụng mà vừa anh dũng hy sinh nữa các bạn. Ngay bây giờ các bạn để lại cho này một nút like đi nào. Ồ, anh này có sức mạnh là tới 5 nữa nha các bạn nha. Nhưng mà khả năng chạy là chỉ có 3 thôi. Đó là lý do tại sao mà lát nữa các bạn sẽ thấy là anh sẽ không hề chạy các bạn à. Đây, chúng ta sẽ được nhìn thấy là anh không bỏ chạy nha bạn nha. Anh đứng yên một chỗ, anh hy sinh cho chúng ta coi. Anh này cực kỳ tốt luôn. Nè nè, đó bắn vô. Không si nhê gì hết. Đau lòng đó, anh đâu chạy đâu. Anh cho một nút like các bạn à. Wow, đúng là một người hy sinh tốt bụng mà. Ok, nó đang phá rồi, nó phá nát cái phòng thí nghiệm luôn các bạn. Rồi, ngay bây giờ đó chính là anh cameraman. Khi mà mang hai cái súng, anh và trắng hai súng. Anh này là cao 5,3 mét nha các bạn nha. Anh bắn như điên rồi, bắn đung luôn các bạn. Anh này là có sức mạnh tổng cộng là mấy đây ta? 3 nè, 6 nè, 7 nè các bạn nha. Anh này có 7 sức mạnh nha các bạn. Ok, tốc độ thì cũng là 5, cũng tương đối khá cao đấy. Vỗ tay, một like, ok. Đây là chiếc xe tăng. Xe tăng này cao 7 mét. What? Sức mạnh của chiếc xe tăng này là 8 sức mạnh nha các bạn nha. Ghê. Xe tăng này khá là mạnh luôn. Tốc độ thì chỉ có 4 thôi mà sức mạnh này tới 8 lần các bạn. Mày lão. Rồi, chuẩn bị coi đấm mở mồm nè mấy người. Nè, vô đấm mở mồm nè. Let's go. Đấm đúng đã luôn. Và đây chính là con chùm G-Man. Nó đã cao lên được thêm 1 mét rồi các bạn à. Bây giờ nó là 37 mét nha các bạn nha. No, God, please, no. 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 Và sức mạnh với tốc độ của nó thì vẫn là như cũ. Nhưng mà thật ra mình nghĩ là cái cây này chưa có đủ đâu. Cái cây này bây giờ phải tăng dài hết màn hình thì mới đủ các bạn à. Bây giờ nó mạnh lắm. Nó độ vô thì súng của con camo, rồi các kiểu áo giáp, rồi các kiểu đó các bạn. Vậy nó mạnh lắm rồi. Không thể nào mà so sánh như vậy được các bạn à.
Thấy chưa, láo không? Nó đỡ đạn mà hơi bị láo luôn. 37 mét nha bạn. Oh my god các bạn à. Wow. Và ngay bây giờ các bạn nhớ để lại cho video của mình nút like và nút đăng ký kênh ở phía dưới nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay rất là nhiều luôn. Nếu như các bạn thích video này á, đừng quên để lại cho mình nút like nha. Nhưng mà nào lượt tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để kênh ở phía dưới nha các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được cái con Jimmy nó đã cao bao nhiêu mét và chiếc xe tăng nó cao bao nhiêu mét nha các bạn. Xe tăng thì nó cao 7 mét và con Jimmy thì nó lên được 1 mét, đó chính là 37 mét nha các bạn nha. Nhưng mà mình có vẻ mình thấy là cái cây sức mạnh này người ta làm vẫn chưa có đúng các bạn à. Đáng lẽ người ta phải làm nó dài ra đây nó mới đúng nè bạn ơi. Ok mà mình nghĩ là con này giờ là bất tử rồi bạn à. Chúng ta không thể nào giết được nó đâu. Thì chúng ta phải cùng nhau để coi coi là còn cách nào để giết được nó hay không. Theo các bạn nghĩ là còn cách gì để giết được nó? Ví dụ như là anh TV chẳng hạn. Hôm qua mình thấy có một vài bạn bình luận là anh TV mạnh lắm, nhưng mà mình vẫn chưa biết sức mạnh của anh TV là gì hết. Ngay bây giờ bạn nào biết bình luận phía dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Còn bây giờ thì nhớ cho mình một nút like và đặc biệt nhất là bấm nút để cái kênh nha. Bye bye.